đi 5-6 cái loa luôn rồi mới tới được căng tin. Đây nè, đây có bán phở bò, phở gà, phở bò gà. Đó, anh vợ ai làm thì mì xào hay là mì nước được. Nhiều người là thích mua bắp luộc cũng là, nên sẽ mua một chải bắp luôn anh thử. Rồi, ok, mùa già nóng quá nè. Nóng quá. Anh thử phở bò trên tàu lửa như thế nào nha. Tô này là 35.000. Em cũng được, không nên nói được mấy miếng bò là tái này. Cảm giác ăn rất là do món ăn mà nó cứ sập sình rồi lắc lư rồi còi hú liên hồ cái tỷ này. Vừa ăn không khéo là đổ đấy, hút lên là còi thì lắc lư lắm. Đây dập dình nè, không khác gì mà đi bắp ổ gà. Đầu năm sau nè, giường nằm đã không bao nguyên một phòng luôn, 6 giường luôn, không ai đó, có hai có gia đình nè. Ẩm thực tàu hỏa, nếu mà mọi người đi chuyến dài chuyến xa thì sẽ đặt cơm trưa cơm tối về ở trên tàu. Đây là gà kho và sườn chiên, sườn nướng nha, sườn một phần là 35.000. Đặt sẽ có người đi tới từng toa hỏi rồi mình đặt gì họ sẽ ghi phiếu cho mình rồi thu tiền, xong rồi họ bắt đầu họ mới nấu cho tới trưa là họ sẽ phát cho từng toa một đi. Còn nếu không thì lên căng tin thì sẽ có những cái món như là mì phở gì ánh sáng, mì ly hay là mì xào bò hay cái gì đó. Rồi chỉ có ớt không à, ăn đi con, ngon không con? Chia phần cơm cho bạn dâu ăn. Nói chung là một suất cơm 35.000, nghe nói giới thiệu đồ mạnh, đồ xào, canh thì nghe thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà lên là đúng nạn luôn các bạn ơi. 30 gà, bánh canh nè. Mì canh là bé bằng 3 ngón tay của mình luôn á. Ba miếng gà anh cho qua bữa thôi. Đã thức giấc rồi, sau gần 6 tiếng luôn á. Lên tàu quốc giấc 6 tiếng hồ. Wow, đúng rồi. Ồ, coi kìa ra. Sâu kìa, sâu nhìn khoái luôn kìa, sâu coi là sâu. Ồ. Wow, có xì gió. Đẹp quá á. Qua đây nè, gần đỉnh luôn. Wow. Đã tới Nha Trang cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm. Quý khách trong sân ga lưu ý